Xế chiều nhạt miệng, chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Ngô Hoàng Thịnh, quá xa để có thể tung ra một cú dứt điểm ngay. Ngô Hoàng Thịnh cũng là một thành tích khá tốt. Những giây bây giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Con trai của ta. Một điểm quá đẹp, không thể tin nổi. Đi quá xa mà lên nơi tầm gần 40m đã tung ra một cú điểm trực tiếp. Đây có lẽ sẽ là một trong những màn ấn tượng nhất tại V-League năm nay, chứ không riêng gì của vòng thi đấu thứ 10 này cả. Rất bất ngờ khi những giây cuối cùng của hiệp 1 thì tỷ số được san bằng 1-1 cho đội chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn đó là đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hay. Một lần nữa chúng ta xem lại pha sút phạt này. Bóng đi lắc và làm mất phương hướng của thủ thành Đình Triệu. Phong cách cái bác bồn điển hình, quá đẹp mắt. Không nhiều cầu thủ tại Việt Nam có thể tung ra những sút phạt dạng như thế này được. Niềm vui của ban huấn luyện thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên rồi. Tỷ số là 1-1, lại là một bàn thắng quá đẹp, bàn thắng đầu tiên của Ngô Hoàng Thịnh tại V-League năm nay. Sự giải tỏa lớn cho đội trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Và đúng này thì tiếng còi kết thúc hiệp thi đầu tiên cũng đã vang lên. Tỷ số là 1-1 trong trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Người ghi bàn mở tỷ số là Romario và người san bằng tỷ số cho thành phố Hồ Chí Minh đó là Ngô Hoàng Thịnh. Chắc chắn hiệp đấu thứ hai sẽ còn rất hay nữa với những điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút để quay trở lại với những diễn biến trong vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay của anh, vỗ tay.